chỗ thì mình trên hệ hô hấp thì mình sẽ thấy bệnh nhân thay đổi nhịp thở, có thể thở nhanh, thở chậm và thở không đều, ngưng thở là giai đoạn sau ha. Khi bệnh nhân có thể co lõm, có thể phập phồng cánh mũi, có thể rút lõm cơ hõm ức đoàn chẩm, có thể rút lõm những cái cơ liên sườn, cơ kéo liên sườn của mình, có thể rút lõm ngực ở đây nhiều hoặc là những cái vùng hõm ức của mình nó giống vậy ha. Hoặc là khi bệnh nhân bắt đầu nặng thì bắt đầu có dấu hiệu tím môi, tím những cái đầu chi hoặc là đầu chi lạnh, bắt đầu thở rên, thở rít. Lõm lồng ngực, ta phải biết khi nào trẻ thở vào. Khi thở vào, phần trên của lồng ngực và bụng di động ra ngoài. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Thở vào. Đây là một trẻ khỏe, thở bình thường. Khi thở vào, phần trên của lồng ngực và bụng di động ra ngoài. Phần dưới của lồng ngực cũng di động ra ngoài. Trẻ này có rút lõm lồng ngực. Khi thở vào, phần trên của lồng ngực và bụng di động ra ngoài như trẻ khỏe, còn phần dưới của lồng ngực lại di động vào trong. Rút lõm lồng ngực là phần dưới lồng ngực lõm vào khi trẻ thở vào. Chúng ta hãy xem lại. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào. Khi trẻ thở vào, phần trên của lồng ngực và bụng di động ra ngoài, trong khi phần dưới của lồng ngực di động vào trong. Bây giờ chúng ta hãy quan sát ở một số trẻ. Tìm rút lõm lồng ngực khi trẻ thở vào. Trẻ này có rút lõm lồng ngực. Phần dưới lồng ngực lõm vào khi trẻ thở vào. Tiếng thở rít là tiếng thở thô ráp khi thở vào, nghe giống như thế này. Đến
những cơ quan khác thì trước mắt là có thể là tim, nhịp tim bắt đầu tăng lên, rồi huyết áp thì cũng bắt đầu căng thẳng, stress, huyết áp cũng bắt đầu tăng lên và sau đó sẽ giảm, ảnh hưởng đến rối loạn tri giác, thì bệnh nhân sẽ rất là khó chịu, bức rứt, sau đó bệnh nhân có thể lơ mơ, hôn mê, là giai đoạn nặng, và giai đoạn nặng hơn là bệnh nhân có thể là thiếu oxy và có thể giãn đồng tử, là thiếu oxy nặng và kéo dài. Tổng trạng thì bệnh nhân bắt đầu toát mồ hôi, ra nhiều vã mồ hôi nhiều và rất là mệt mỏi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái máy đo SpO2 tay đơn giản ha, như thế này. Thì lúc mình mua về thì mình có một cái máy, mình gỡ ra thì bên trong sẽ là dùng pin 3A, thì mình sẽ lắp vô ha. Mình sẽ lắp vô, nó có một cái đầu âm đầu dương, thì mình lắp đúng thì nó sẽ lên ha, hai cục pin nó hơi ngược chiều nhau. Rồi khi mình lắp xong thì đây có nút on off, thì mình sẽ bật nó lên ha. Thì mình sẽ đặt cái ngón, thường là lấy ngón trỏ của mình ha, mình sẽ kẹp vào. Chỉ số thì trên cái máy nó có màu vàng là SpO2 ha, bên cạnh là cái nhịp tim ha. Thì mình phải coi cái sóng mạch của oxy nó phải đều, phải sóng gợn lên gợn xuống như thế này là đúng ha. Nếu mà cái máy nó bắt không có đúng hoặc là nó cao nhọn gì đó thì nhiều khi là máy nó chưa có bắt kịp, thì bạn có thể để chừng 5 phút để cho nó ổn định lại cái oxy ngoài trong máu ha. Thì bên đây mình sẽ theo dõi được cái SpO2 và nhịp tim. Thì khi bệnh nhân khó thở thì SpO2 sẽ bắt đầu tụt, thường là dưới 95%, và nhịp tim ban đầu sẽ tăng, sau đó nếu mà nặng quá thì nhịp tim sẽ là giảm xuống. SpO2 thì chú ý là đã bắt đúng hay chưa, và cái số của mình tham khảo như thế nào cho đúng.